bởi công ty điện lực V247 Power công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 18559909000 18559909000 hoặc V247power.com Công ty dược thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali điện thoại 7147751069 hay 8557751069 gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn điện thoại 1888 8808845 Xbox ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982 Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio và đây là chào bình minh của sáng ngày thứ hai 18 tháng 4 2022 với anh Phạm Cơ, anh Vũ Kỷ và Quang Trương. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình cho anh Phạm Cơ, cho anh Vũ Kỷ và Happy Monday. Vâng, chào anh Quang Trương, anh Vũ Kỷ và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán giả của Việt TV Radio Network. Vũ Kỷ kính chào quý khán đánh giả, chào anh Trường và anh Cơ. Happy Monday. Vâng. À, thưa quý vị, như thường lệ, trước khi bước vô những phần tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược những bản tin có được. Mở đầu, đó là một bản tin nói về cái những quốc gia đứng đầu thế giới về cái mức độ hạnh phúc thì Phần Lan tiếp tục được bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới mặc dù Phần Lan có cái đường biên giới chung với lại Nga. Bản tin kế tiếp liên quan đến Nga cho oanh tạc ít nhất là 6 thành phố ở tại Ukraine để trả đũa cho cái vụ mà xoáy hạm Moscow của Nga đã bị đánh chìm. Tổng thống của Ukraine tin Mariupol thất thủ và cảnh báo Nga sẵn sàng để sử dụng bom nguyên tử. Nga chính thức yêu cầu chính quyền của Hoa Kỳ là phải ngưng trang bị vũ khí cho Ukraine. Ukraine đã dùng những cái hệ thống tối tân để mà nhận dạng khuôn mặt của các binh sĩ của Nga tự trận, sau đó thì thông báo với gia đình của họ. Nga có thể đã đứng sau các cuộc biểu tình ủng hộ Moscow trên khắp Châu Âu và cuối tuần vừa qua. Liệu Đức và Pháp có làm theo sau khi mà Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ trang bị vũ khí hạng nặng cho Ukraine? Tình trạng bất ổn gây ra bởi các cuộc biểu tình cực hữu chống Hồi giáo ở tại Thụy Điển. Về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới thì uh, Tổng thống Pháp ông Macron đang tăng ảnh hưởng trong khi đối thủ của ông đó là bà Marie Le Pen bị Liên Âu tố cáo là tham nhũng Hoa Kỳ tái lập các chuyến bay bí mật và đưa những người di cư trẻ tuổi vì thành niên từ các tiểu bang ở phía Nam của Hoa Kỳ và giao cho các nhà tài trợ ở tại New York. Bộ giáo dục Florida cấm 54 cuốn sách giáo khoa của trường vì cố gắng truyền đạt cho học sinh thuyết chủng tộc. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc đối thoại với người yêu đã chết qua một cái ứng dụng có tên là Replica. Dịch cúm Gia cầm hoàn hành ở tại ít nhất 27 tiểu bang của Hoa Kỳ làm giá trứng gà gia tăng. Chiếc tàu vận tải khổng lồ có tên là Ever Forward đã bị mắc cạn ở tại vịnh Chippit khi trên đường tới Mỹ đã được giải cứu. Và cuối cùng đó là đánh bạc online tại Việt Nam và lỗ hỏng trong giao dịch qua ngân hàng. Và đó là những tin mới nhất tôi có được. Giờ đây bước vào phần tin chi tiết thì mở đầu đó là một cái danh sách hàng năm. À, thưa quý vị, nhân cái ngày mà gọi là ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 thì thưa quý vị, họ đưa ra một cái danh sách gồm những quốc gia đứng đầu thế giới với cái mức độ hạnh phúc của họ thì năm nay Phần Lan lại tiếp tục đứng đầu. kế tiếp theo đó là nhiều cái tiểu uh, bang, cái nhiều hoa quốc gia khác và lần này đó thì họ căn cứ nhiều hơn về cái mức độ mà đối phó với dịch bệnh cũng như là nới lỏng cũng như là hủy bỏ những cái uh, những cái lệnh để mà ngăn cái dịch bệnh khiến cho người dân ở tại quốc gia này họ cảm thấy hạnh phúc hơn hay là không hạnh phúc là do cái nhiều nhất là cái vấn đề mà COVID-19 và bây giờ thân Vũ Kiếm và Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết. Xin mời anh Vũ Kiếm ừ, Cảm ơn của anh Quang Trương. À, Thưa vị cái mục đích chính đó là để <laughs> chuẩn bị cho những cái chuyến đi du lịch của toàn thế giới sau khi mà cái đại dịch nó đã làm cho cái việc mà đi du lịch rất là căng thẳng giấy tờ thủ tục và bị cấm đoán rất là nhiều thử thách thì cái danh sách 20 quốc gia hạnh phúc nhất được công bố ngày hôm nay đó là do mạng lưới được gọi là giải pháp phát triển bền vững một tổ chức của Liên Hợp Quốc để mà xác định những cái nước hạnh phúc nhất trên thế giới kể từ lần đầu tiên sau khi cái báo cáo hạnh phúc của thế giới hàng năm được công bố lần đầu tiên vào năm 2012. Và lần này thì nó khác hơn là bởi vì nó lồng ở trong cái bối cảnh là sau hai năm bị cấm đoán vì đại dịch. Cơ. À, vâng, à, Dĩ nhiên thì cái tiêu chuẩn hạnh phúc này. À, nó cũng tùy theo nhiều người quan niệm nó như thế nào thì họ thì hạnh phúc như thế đó. Thế thì à, cái người mà đứng đầu tiên hết nó là à, Phần Lan. Thì cũng điều oai oăm là Phần Lan sát cảnh nước Nga và đang là, là, là tin tức trên nhiều nguồn tin thế giới. Là bởi vì Phần Lan muốn gia nhập NATO để tránh cái sự đe dọa của người Nga. À, người Nga là đứng hàng hạnh phúc thứ 80. Trong khi đó Anh và Mỹ ở vị trí thứ 16. Ở vị trí thứ 20 đó là nước Pháp rồi bị Cộng hòa xét là xuống dần. Rồi sau khi ở Mỹ với Anh 16 thì Canada, Đức, Ireland, Úc và Áo thì tiếp tục. À, nói chung thì tất cả các quốc gia hạnh phúc đó phần lớn đều ở, ở châu Âu. À, bởi vì ở bên châu Âu cái hệ thống phúc lợi xã hội dành riêng cho những cái người low income nó rất là mạnh mẽ và hầu hết những cái quốc gia đó đứng đầu đứng nhì ba thì về toàn là những cái người mà họ cảm thấy rằng hạnh phúc khi mà họ sống không phải lo lắng gì về ăn tiêu chỉ vì cái mức ăn tiêu tối thiểu của những người phúc lợi xã hội là được hoàn toàn do chính phủ cung cấp vì vậy cho nên người dân không thấy cái gì phải lo tiêu cả thế thì phúc lợi xã hội cái hạnh phúc nó đi kèm với một điều hiện nay ai cũng thấy tức là vấn đề covid 19 Uh, Covid-19 nguy hiểm chết người người ta vẫn không sợ nhưng mà người ta sợ nhất là những cấm đoán xung quanh uh, Covid-19 nồi một cái chuyện thôi là mang mask, mang khẩu trang cũng làm cho người ta chán và vì vậy cho nên khi mà Covid-19 giải tỏa thì người ta vẫn thấy đó là niềm hạnh phúc nhất đời và dầu cho thế nào đi nữa quý vị đi bất cứ nơi nào ví dụ như nước Anh và Ái Nhị Lan hiện nay là hai quốc gia duy nhất trên thế giới hiện nay không có đâu một cái điều khó khăn nào liên quan đến COVID-19 ví dụ như vaccination thẻ chích ngừa họ cũng không đòi hỏi thì đó là những cái điều cho thấy rằng hạnh phúc là như thế nào và đồng thời cái chuyện mà uh, vui nhất nghĩa là khi mà đã hạnh phúc như vậy rồi đi thì hạnh phúc nhưng mà về thì không hạnh phúc về mỹ không hạnh phúc tại sao à, nước mỹ vẫn bắt buộc rằng là quý vị phải có một cái test antigen âm tính ở uh, 24 giờ trước khi quý vị lên máy bay về mỹ thì đó là những cái gì đặc biệt mà chúng tôi muốn nói sáng hôm nay mà thôi <laughs> dạ vâng đúng như vậy nhưng mà có một điều đó là uh, sở Dí phần lan họ đạt được cái danh hiệu này trong nhiều năm rồi chứ phải là năm nay không uh, liên tục luôn thành ra là người ta thấy rằng là đây là quốc gia rất là nhỏ chỉ có 5 triệu rưỡi dân thôi mà người dân thì lại tin tưởng vào chính phủ rất là nhiều hơn hầu như là tám chín trăm rồi những cái dịch vụ về xã hội cũng rất là tốt thành đó là những cái điểm mà người dân họ rất là cảm thấy hạnh phúc à, tuy nhiên thì cái vấn đề mà đặt ra ngày hôm nay tại sao nó nằm ở cái hàng đầu là tại vì cái điều này có vẻ như làm lợi cho nga anh tại vì phần lan nó làm sát với lại nga mà nga là một quốc gia là phải nói là bành trướng từ nào đến giờ mà bây giờ nằm sát bên mà lại thấy hạnh phúc thì ông khác nào nói rằng là ông Putin ông rất là uh, nice, ông rất là đàng hoàng, tử tế với lại neighbor, với lại hàng xóm Thành ra là không biết là có cái dính dạng chính trị trong đây hay là không nhưng mà tự chung thì 5 triệu rưỡi dân thì cũng dễ kiểm soát. Thành ra là họ cũng có thể là đạt được nhiều lần là do cái điều đó. Ngoài ra thì uh, đối với lại uh, Việt Nam thì sao? Việt Nam nằm trên danh sách này đó thì được biết là Việt Nam theo cái báo cáo đó thì có thể giảm đi được ít nhất là ba bậc. À, trước đây thì Việt Nam đứng hàng thứ 83, tức là còn tệ hơn Nga nữa. Nhưng bây giờ đây thì được đứng hàng 80, tức là cũng ngang hàng, hàng với nước Nga. được lọt vào trong hàng... cái danh sách là những yeah. quốc gia đang phát triển. Nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó, đó cái thống kê này nó hoàn toàn nó không có trung thực 100%. Bởi vì cái mật độ dân số của Phần Lan có 5 triệu còn thua thành phố Houston Quá dễ dàng để có thể làm bất kỳ một cái kế hoạch nào nó chu toàn. Yeah. Chưa kể cái chính như anh Cơ nói là cái phúc lợi của cái chính phủ của xã hội đó ngay từ căn bản là họ đã có một cái sự lo phúc lợi cho người dân là cái ưu tiên một. Còn bây giờ 5 triệu dân so với, ví dụ như Việt Nam, 95 triệu dân so với lại Hoa Kỳ 333 triệu dân thì khó hơn nhiều. Dạ. Yeah. Yeah thành ra là Việt Nam đứng hàng 83 của năm trước giờ đây giảm được 3 bậc còn lại 80 thành ra là nếu mà có cái giải nào mà bầu cho lãnh đạo mà hạnh phúc nhất thế giới thì chắc Việt Nam đứng đầu <cười> <cười> à, thôi thì, thì quý vị trở lại với nói Phần Lan thì cũng nói luôn về cái vấn đề mà chiến sự tại Ukraine tại vì uh, Phần Lan uh, trong những ngày vừa qua tin tức cũng nổi cộng về cái vụ này sau khi Phần Lan và Thụy Điển muốn xác nhập vào bên, uh, cái, uh, cái, uh, cái tổ chức NATO mà nghe thì lên tiếng và gắt gỏng Cấm đoán và họ còn dọa là sẽ mang vũ khí nguyên tử để mà uh, chuẩn bị đối phó trong trường hợp mà họ cảm thấy bất an. Thành ra là năm sau, có biết là Phần Lan còn hạnh phúc nữa hay không thì mình không biết. Nhưng mà chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp tục nổ ra rất là kịch liệt. Thưa quý vị, được biết là Nga đã cho anh Tạc ít nhất là 6 cái thành phố lớn của Ukraine trong suốt những ngày cuối tuần vừa qua để trả đũa cho cái việc mà cái xoáy họa của Nga đã bị bên phía của Ukraine bắn chìm vào tuần trước. Anh Vũ Kiếm. Um, có rất nhiều những cái diễn biến mới Xoay quanh cái cuộc chiến của Ukraine với lại Nga Thì lần lượt theo thứ tự Chúng tôi sẽ điểm qua những cái bản tin đáng chú ý nhất <laughs> Thứ nhất là mà tính tới thời điểm này Bên phía <laughs> quân đội của Nga đã bị Mất đi 8 ông tướng tử trận ngay tại chiến trường ở Ukraine 34 đại tá Thì cái vụ trả đũa lát nữa chúng ta sẽ nói sau khi mà cái xoáy hạm Voska bị nhấn chìm thì Nga đã thực hiện hàng loạt những cái vụ pháo kích vào trong thủ đô Kiev. Nhưng mà trở lại với cái nguồn tin mới nhất là một vị đại tá cũng vô cùng quan trọng. Ông là chỉ huy phó, chỉ huy sư đoàn 8 của Nga đã tử trận trong khi tham chiến tại Ukraine. Cái nguồn tin của hãng thông tấn TASS của Nga cho biết đó, ngoài thiếu tướng Frolov quân đội của Nga còn mất, vừa mới mất thêm một vị đại tá Miras Balaskop là chỉ huy của tiểu đoàn xe tăng tại chiến trường ở Ukraine. Và đây là vị sĩ quan cấp cao thứ 34 đã bị tử trận tại Ukraine kể từ khi Nga mở cái chiến dịch xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Mời anh Dạ ừ, vâng, à, có một điều trong đây trong bản tin này có một điểm đặc biệt là một vị Uh, thiếu tướng uh, ông này thì uh, thưa quý vị uh, ông bị chết trong một cái vụ nổ mìn ở ngay tại Mariupol uh, nhưng mà người nga không có tìm được xác cho đến khi uh, những binh sĩ thủy công lục chiến của uh, Ukraine đầu hàng thì người ta mới chi cho người nga biết rằng là ông này uh, bị giật mìn và chết ở cái nơi nào và sau đó họ vớt được uh, thi thể của ông này uh, nói chung thì cái vấn đề người nga và vấn đề Uh, các sĩ quan của họ bị tự thương thì họ rất là quan tâm ai cũng vậy thôi, uh, cũng nước quốc gia nào cũng quan tâm nhưng mà người Nga quan tâm kiểu khác. Uh, khi soi hàm uh, Moscow bị chim, uh, người Nga không có thủ nhận rằng nó chim vì vấn đề uh, bị quân sĩ của Ukraine bắn chim, nhưng mà họ nói thác đi, họ nói rằng là vì biến đồng và nổ ở đồng uh, cái kho đạn uh, trên sói hàm cho nên kho đạn đó chim. Sau đó họ tưởng niệm những người này bằng cách cho chịu một cuốn phim. À, cuốn phim đó là cuốn phim à, tại Sevastopol, đã, à, đâu không biết ngày tháng nào thì không biết nhưng mà không có tiếng nói, chỉ có một cái cuộc duyệt binh, à, trong đó à, Chỉ huy trưởng của Hải quân à, đã ban huấn tư và nói chuyện với lại là phóng chức với là ủy lào các diễn binh trên soi hàm à, Moscow và có diễn hành một chút và có cho thấy mặc một vài người, à, một số binh sĩ ở trên soi hàm thế thì điều này cho thấy rằng người nga rất là ức cái vụ này nhưng mà họ không thủ nhận rằng là người du đã giết chết những người này họ chỉ cho chiếu cuốn của, của phim mà không có nói gì và cũng không xác nhận rằng những người này dĩ nhiên họ cho rằng là người này còn sống và vì vậy họ chiếu phim làm như người ta còn sống mà thôi và không bình luận không nói gì cả thì đây cũng là một trong những chuyện quan tâm của người nga à, trong khi đó sau đó thì họ thả bom để mà trả đũa nhưng họ cũng không nói rằng bom này dùng để trả đũa họ chỉ thả nhiều hơn thường lệ mà thôi À, vâng đúng như vậy và rất nhiều thành phố trong đó có cả Kiev cũng như là Kharkiv và những thành phố khác đã bị dội bom rất là à, kinh hoàng theo cái video đó. Và cũng có một cái video cho biết rằng là có hàng trăm binh sĩ của Ukraine ở tại Mariupol đã đầu hàng binh sĩ của Nga. Và tin cũng đưa ra cho biết là Mariupol đã bị thất thủ. Thì ngày hôm nay tin cho biết là ông tổng thống của Ukraine lên tiếng và xác nhận điều này. Ông nói là không có chuyện mà Mariupol thất thủ. Tại vì cuối tuần vừa qua có tin cho rằng là bên Nga đưa ra cái lời kêu gọi binh sĩ của Ukraine nên buông súng đầu hàng thì có thể được sống sót. À, và ngược lại thì bên phía của Ukraine, Tổng thống Ukraine tuyên bố là nếu như ai buông súng đầu hàng thì sẽ phải lãnh những cái hình phạt rất là nặng nề. Và ông cho rằng là binh sĩ của họ rất là kiên cường và họ sẽ tiếp tục chống cho đến khi nào mà Nga không còn khả năng để có thể tấn công vào Mariupol nữa. Thì đó là những cái thông tin cũng là những cái thông tin mới nhất có liên quan đến chiến sự ở tại Ukraine. Anh Vũ Kiểm có thêm thông tin. Chưa à, trước hết thì Nga tuyên bố là <laughs> sau những cái cuộc giao tranh mà họ mô tả là ác liệt đó thì họ đã kiểm soát gần như hoàn toàn thành phố cảng miền Nam là Mariupol chứ họ không có khẳng định là họ đã kiểm soát được. Họ nói thêm là gần như hoàn toàn ngoại trừ còn một vài ổ kháng cự họ chưa có công phá được. Thì cái điều đó nó chính xác với là cái lời tuyên bố của bên tổng thống của Ukraine. Trong một cái thông điệp được phát qua video ngày hôm qua đó, ông Zelensky Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là lính nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công coi như là xóa bỏ hoàn toàn cái vùng miền đông từ Donbass từ cho tới Mariupol và ông như anh chương vừa mới nói thề coi như là tử thủ cho tới chết. Đã, anh vâng ông còn đưa ra một cái lời thề quan trọng hơn nữa khi ông nói rằng là uh, những binh sĩ của ông ở Mariupol uh, chắc chắn sẽ chiến đấu đến chết chứ không có đầu hàng đó là điều đầu tiên ông nói như vậy và điều thứ hai ông nói rằng là nếu người nga giết chết những binh sĩ mà đang kháng cự ở đây để trả đũa bởi vì người nga nói rằng ai không đầu hàng họ sẽ giết chết và ông nói thẳng là nếu người nga giết chết những binh sĩ không chịu đầu hàng thì coi như không còn thương thuyết nữa, nghĩa là dân Ukraine sẽ chiến đấu tới cùng chết thì thôi, cho họ không có chịu đầu hàng, giống như là những cái người binh sĩ đã đầu hàng mà bị giết chết hoặc là không đầu hàng mà bị giết chết ở Mariupol đây là một cái à, tiếng nói hết sức là ghê gớm bởi vì à, người nga đang muốn chiến thắng để có thể sớm đưa đến cái bàn thảo luận chứ họ không có muốn chiến tranh kéo dài trước áp lực của nhiều thứ về vừa xã hội vừa đất nước vừa ngoại quốc vân vân dạ vâng tuy nhiên với những cái lời tuyên bố của tổng thống zelensky thì người ta có thể cảm nhận được là có lẽ là ukraine đang được cái sự hậu thuẫn của hoa kỳ và thế giới thành ra là họ cũng rất là cương quyết và ông zelensky tuyên bố là sẽ không có để bất, bất cứ một cái tất đất nào của ukraine như vậy thì cái ý này nó hàm nghĩa rằng là họ có thể là họ sẽ tiếp tục chống đối yeah. và đẩy quân nga có thể ra khỏi vùng donbass và kể cả lấy lại crimea luôn như vậy thì làm sao mà ngồi xuống mà hội đàm được thế ông cho tiếng nga thì lại cố gắng lấy cho được cái vùng Donbass để, để mà hồi đàm yes yeah. thì thành ra là đây là cái cuộc chiến rất là cân não đây không biết là nga không biết là Ukraine đã nhận được cái lời hứa cam kết gì từ Hoa Kỳ hay là chưa nhưng mà tin kế tiếp cũng cho biết rằng là Hoa Kỳ đã khẳng định là họ đã đồng ý để mà viện trợ cho Ukraine tới 800 triệu đô la vào tuần trước đây và giờ đây thì tin cho biết là họ đang chuẩn bị gửi sang những cái loại vũ khí hạng nặng tối tân để mà chống lại nga thì đây không biết là có phải là là cái cái lý do mà Ukraine cảm thấy là có cái cái sự hỗ trợ chống lưng rất là mạnh thành ra là họ cũng tương cương quyết tuyên bố là sẽ không để mất một tấc đất nào cả anh Bukim. nga đã gửi cái thông điệp cho phía mỹ đó lên tiếng cảnh cáo là nếu trong trường hợp mà chính quyền của tổng thống biden vẫn tiếp tục hỗ trợ vũ khí và tài lực cho bên phía ukraine thì sẽ lợi, ấm, nhận một cái hậu quả khôn lường từ ngữ trong ngoặc kép nhưng mà phát ngôn viên của một ngoại giao Hoa Kỳ ông Ned Price ngày 15 tháng 4 cũng đã trả lời thay mặt cho Hoa Kỳ tuyên bố rằng sẽ không có cái gì có thể ngăn cản được chính quyền của Tổng thống Biden chuyển vũ khí cho Ukraine để mà chống lại cái cuộc xâm lược của Nga hiện nay. Mời anh thưa. Vâng, 800 triệu thì hàng hóa đã được gửi tới và phía người Ukraine đã xác nhận trong một cái bản tin hôm cuối tuần. Ở hôm cuối tuần người ta đã chịu cạnh một cái phi trường ở ngoài ô của Kiev Uh, phi cơ uh, phi cơ Mỹ không hiểu là phi cơ của ai nhưng mà phi cơ chở vũ khí xuống ngay phi trường ở cạnh Kiev rồi tất cả những quân nga uh, quân của Ukraine chất vũ khí lên xe uh, và chở đi và họ xác nhận rằng đây là cái chuyện vũ khí mà uh, quân Mỹ đang gửi đến thì người nga nói rằng họ đã dời <laughs> chiến tranh từ mảng bắc đi xuống miền đông và hai cái thể chiến trường ở đó nó khác nhau cái thế ở các thành phố lớn là đầy cao ốc, có thể núp bỏ núp bắn bắn tiền đủ thứ chuyện hết và bây giờ cái thế ở vùng Donbass là một thế đồng bằng và cái thế này thì phải cần những cái đài bạc bắn từ xa cần có trực thăng để mà bao vây quân rồi cần có những uh, nhiều phương tiện để có thể xác nhận địch quân ở đâu để bao vây và cái chiến thuật đánh nhau ở đồng bằng nó khác hẳn chiến thuật đánh nhau ở ở bên phía uh, ngoài ô các thủ đô vì vậy cho nên Uh, người Mỹ đã đưa đến trực thăng MI-17, uh, người Mỹ đã đưa đến Howitzer, tức là một loài đài bác bắn xa tới 100 uh, tới 20 mai và bắn xa đến là 20 mai và sử dụng 155 ly đàn 155 ly là những khí giới đã từng xài ở Việt Nam rất là nhiều lần và chứng tỏ ra rất là hiệu quả cho nên đến bây giờ họ vẫn còn uh, xài những cái thứ này và điều sợ hơn nữa là Zelensky Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục nói rằng là người Nga có thể sẵn sàng để chơi bom nguyên tử. Thế thì người Nga có chơi bom nguyên tử hay không thì điều đó không ai biết. Nhưng uh, một cái người cộng sự viên của ông Putin uh, và đã từng tham dự nhiều chiến tranh thế giới hay là Việt Nam vân vân Ông này lớn tuổi rồi, ông nói là không. Người Nga không có chơi bom nguyên tử ngoài trừ khi NATO uh, dẫn quân đến Moscow mà thôi. Cho nên họ cho rằng đây chỉ là cái đòn của ông Putin nhưng mà phía ông Zelensky nói rất rõ và ai cũng biết rằng ông Zelensky nói như tin từ tình báo mà ra cho nên bản tin tình báo coi như của Ukraine cho biết rằng Nga sẵn sàng chơi bom nguyên tử và dù rằng bom cỡ nhỏ cho nên ông Zelensky xác nhận yêu cầu gửi thêm tất cả nhiều thuốc men À, chống bom từ trong đó có thuốc iốt tức là nó chống được cái uh, phóng xạ để mà có thể trung hòa được chất phóng xạ nếu như một quả bom nổ gần nào gần đó và không kỳ nhiễm phóng xạ thì ông yêu cầu là mọi người chuẩn bị sẵn những cái thuốc đó và gợi cho uh, Ukraine nếu là sẽ thấy rằng là cần thiết à, trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ cho Ukraine và đặc biệt là những cái loại vũ khí hạng nặng hơn thì liệu bên phía Châu Âu thế nào nhất là Đức và Pháp pháp thì không biết sao nhưng mà đức và tuần trước thì họ đã tuyên bố rằng là họ sẽ ngưng viện trợ những cái hỏa uh, tiễn mà chống tăng cho lực lượng của ukraine là tại vì cái mức độ cho phép của họ đã tới cái lần đỏ rồi thì uh, họ sẽ tạm ngưng không có viện trợ nữa uh, tuy nhiên thì họ sẽ tiếp tục mua và sản xuất để có thể cung cấp cho bên ukraine bằng cách là có thể là trao đổi hay là mua bán gì đó như vậy thì liệu đức và pháp có theo chân hoa kỳ để mà tiếp tục viện trợ viện trợ tức là cho không phải anh Vũ Kiệt? Thì họ có cho nữa hay là không? đối với lại riêng Đức Pháp thì chúng tôi không có dám nói chắc chắn. Tại vì cái thứ nhất nó lồng ở trong cái bối cảnh là ông Emmanuel Macron đang ở trong cái giai đoạn để bầu cử tổng thống. Tức là ông mãn nhiệm vào đề lần thứ hai và sẽ sắp sửa qua cái đợt phòng nhì cho nên, cho nên tất cả những cái quyết định của ông đều dựa trên những cái chiến lược vừa cả cái thế ở trên trường quốc tế và cửa dân chúng và cái ghế tổng thống của ông. Còn đối với lại Đức đó thì chúng ta thấy rõ ngay từ đầu rất khoát là ngay lúc đầu Đức tuyên bố không viện trợ gì hết cả. Yeah. Chỉ có tiền một chút nhỏ giọt thôi sau đó bị cộng đồng và các quốc gia Tây Phương lên án quá mới bắt đầu gửi nhưng mà cũng gửi với một cái hình cách coi yeah, như là yeah. biểu tượng tượng trưng thôi. Cho tới giờ phút này thì cái vụ mới đây nhất sau khi mà Mỹ ao ạt gửi tiền bao nhiêu tiền qua như vậy thì Đức cũng vẫn coi như là đứng ở ngoài để mà nhìn vào thôi, nhìn Đấy. từ xa, mời cơ. Vâng, à, từ xưa đến giờ à, chính là chiến thuật của Đức là họ vẫn đi đôi với nga bằng cỡ rằng là tổng thống Đức hiện nay à, tức là người ở trong đảng SPD à, đảng dân chủ xã hội đồng đảng với lại là thủ tướng hiện nay à, đảng này thì từ xưa tới giờ vẫn hồi trước họ vẫn chủ trương rằng là à, sống chung và với nga và vì vậy cho nên sau cái khi mà họ vướng vào Ukraine thì người, người Đức mới vỡ mộng và Thủ tướng uh, Scholz đã đưa ra những nhận xét và lập tức cải tổ lại tất cả những chính sách của nước Đức đối với người Nga. Uh, trong đó có vấn đề nâng cao cái ngân sách quốc phòng uh, lên đến 3%. Hồi xưa, Hoa Kỳ buộc nước Đức ở trong NATO. Những quốc gia trong NATO phải có ngân sách quốc phòng 2%. Uh, nước Đức chỉ có 1% mà thôi. Họ không bao giờ nâng lên đến, uh, đến 2%. Thì bây giờ họ nâng lên đến 3% à, rất là cao và chính tổng thống của Đức đã ngỏ ý rằng ông muốn đi sang Kiev nhưng mà người Ukraine à, vẫn còn tức giận về cái chuyện ngày xưa nước Đức cộng tác với người Nga cho đến bây giờ cho nên họ từ chối và họ cho rằng là à, ông không nên đến trong lúc này. À, thì về phía người Đức họ vẫn sẵn sàng nhưng mà họ vẫn còn dựa vào những cái thế à, dân chúng và họ còn sợ ra một sự đổi mới đột ngột có thể gây ra những cái biến chuyển không hay trong quốc nội. À, thành ra họ vẫn chân chừ nhưng mà thực tế thì họ vẫn sẵn sàng đi theo à, bằng cử rằng là cái lời à, yêu cầu được đi kiev của tổng thống đức chẳng hạn còn bây giờ đây đối với nước pháp thì xảy ra một cái à, cuộc bầu cử tổng thống và hai bên đều không muốn can dự vào chiến tranh à, cả ông bà macron cũng như rằng là ông macron cũng như rằng bà à, marie le pen thế thì à, phía ông macron thì vẫn coi như cái chuyện mà người nga và chuyện uh, ukraine là chuyện bên lề rồi họ không có muốn tham dự vào chiến tranh và không muốn dính liễu đến người nga sợ rằng quân chúng sẽ bất bạn và uh, bỏ phiếu và năm năm liền mà chỉ có một biển cố nhỏ sẽ gây ra rất là rắc rối cho nên họ từ chối và bà mari le pen lại ngược lại bà mari le pen nói rằng là sau cái khi mà uh, bầu cử xong đó, nếu bà thắng cử thì bà sẽ là đổi lại liên lạc với người nga uh, trong cái vụ này thì nói chung là những cái lời tuyên bố mà khiến cho không bà không bà không có nói bà người bà sẽ coi người nga như đồng minh và bà hứa rằng là có thể sẽ đưa nước uh, pháp ra khỏi nato là một trong những cái chuyện là người ta cho rằng là bà có thể đào hố để mà từ chôn bà trong cái vụ mà bầu cử này rồi mới hơn nữa là bà người pháp đang bị thêm một vụ nữa bà marie le pen bị eu chính phủ eu cáo buộc rằng tham nhũng trong khi mà làm giới biểu uh, tại quốc hội của eu cho nên đây là một trong những cái chuyện khiến cho uh, rất là rắc rối. Còn nước Anh thì nước Anh đã viện trợ rất nhiều, trong đó có hỏa tiễn, chống tàu, uh, chống uh, chống chiến hàm. và có thể là những hỏa tiễn này đã giúp cho người Ukraine uh, chiến thắng. Nhưng mà người Ukraine uh, có thể sợ rằng người nga nhân cơ hội nội cảnh cáo nước Anh và làm cho nước Anh không có uh, viện trợ thêm nữa. Cho nên họ không còn nói chuyện rằng hỏa tiễn của họ. Đã bắn chìm tàu của Ukraine Nhưng mà thực sự ra thì Họa thì của họ nếu họ làm thì họ đã bắn từ lâu Thành ra những cái chuyện này chỉ là bên lề cuộc đời Mà chúng tôi chỉ bàn đến cho nó có chút vui mà thôi Có thể là những họa tiện đó Là những họa tiện chống hàm của người Anh Gửi đến trước đó chỉ có một tuần lệ mà thôi Cho nên họ đã sai Mà bây giờ họ không giảm công nhận chuyện đó Bởi vì nếu công nhận thì người anh sẽ bị trả đũa và sẽ rất là lôi thôi cho nên họ bàn qua cái chuyện khác họ coi như là hòa thiện này của Ukraine và họ đánh trọng thôi kèn vụ này rất là rầm rì để nội người nga không thể nào nói ngược lại được ừ. cái nền thế giới xác nhận mà anh loại loại náp thương là như, của thì Ukraine và yeah, đó là chính sách yeah. của Ukraine và yeah. họ yeah. phải xác nhận chuyện đó để tránh cái vòng ảnh hưởng của người người anh thì anh yeah. yeah. thì có thể ý anh là có thể yeah. là cái đó là của okay, anh có thể cái đó là anh. Cái của là là anh thôi. bởi vì yeah. chuyện xảy ra sau khi chiến ngảm anh người anh viện trợ họa tiện chống diễn hàm, dạ, yeah. dạ, yeah, ok. À, chuyển sang một bản tin khác. bản tin này <laughs> có liên quan đến việc lực lượng it tức là về ngành uh, đi, uh, uh, về internet về về, yeah. về 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 điện toán điện toán, dạ. Yeah. của ukraine á, thì bây giờ họ đang dùng một cái cái biện pháp mà hiện bây giờ thì cũng có uh, thành phần ủng hộ nhưng cũng có thành phần chống đối. đó là họ sẽ dùng kỹ thuật những cái hệ thống của mỹ để mà scan tức là nhận dạng khuôn mặt của ít nhất là 580 mấy binh sĩ của nga bị chết và bị bỏ rơi lại tại Ukraine. Bây giờ đây thì họ sẽ dùng cái biện pháp này để họ scan khuôn mặt và thông tin. Sau đó thì họ gửi hình ảnh của những binh sĩ sát binh sĩ này về gia đình của họ để một mặt nào đó họ cho thấy rằng là cái sự tàn nhẫn của ông Putin tức là khi binh sĩ của họ bị chết thì họ bỏ, bị bỏ rơi tại bên Ukraine để mà tạo ra cái sự mà chống đối ở trong nước nga nhưng mà có những thành phần chống đối thì họ nói rằng là cái biện pháp này có thể là bị ảnh hưởng ngược tức là những người nga đó họ sẽ căm phẫn bên phía của Ukraine hơn thì không biết là cái bên nào thì sẽ gây cái tác động nhiều hơn anh Vũ Kiệt um, về mặt tâm lý thì chúng ta chưa thể là mà nói được nhưng mà về cái gọi là kỹ thuật điện toán đó technology internet thì đây là một cái loại cái nhu liệu cái software để nhận diện cái khuôn mặt bằng cách là họ scan Việt Nam hay gọi là quét qua của cái hãng Clearview AI tức là Artificial Intelligence để mà nhận diện cái khuôn mặt sau đó mới báo về lại cho gia đình các thân nhân của những binh lính Nga mà bởi tử trận. Cái con số không nhỏ cho tính cho tới cái thời điểm hiện tại đó thì Ukraine đã thực hiện được hơn 8.600 cái khuôn mặt của những tử thi của những lính Nga đã bị tử trận trong hoặc là đã bị chết trong lúc bị bắt trong 6 tuần kể từ khi mà cuộc chiến nổ ra cho tới nay. Mời cơ. Dạ vâng, là vùng này thì phải nói rằng là à, họ chỉ nói nhưng mà cũng rất là khó bởi vì sao? Khi họ quét được khuôn mặt của những người chết thì chuyện rất là dễ nhưng mà họ phải mess họ phải match với là cái bảng điện toán của quân đội Nga thì mới biết được những người đó là ai và ở nơi nào thì họ mới có thể thông báo được tin tức về người đã chết. Đấy thì dĩ nhiên truyền uh, uh, tương truyền ở trong cái khi chiến tranh là chuyện bình thường và truyền có ít ship rất nhiều làm cho lớn truyền nên cũng là một trong những cái uh, 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 lãnh vực mà chiến tranh người ta phải áp dụng mà thôi à, có thể là không cần phải biết chính xác họ là đơn vị nào gia đình sao chỉ cần scan ừ. cái mặt của họ biết đó là lính nga rồi bỏ lên Facebook hay gì đó một cách public thì người ta có thể nhận diện được cái thông tin đó yeah. người nhà của họ cũng có thể biết được nhưng mà hiện bây giờ cái người ta lo là bây giờ uh, những người gia đình của họ sẽ cảm thấy phẫn nộ khi mà người dân thân của họ lại bị binh sĩ của của Yuen bắn chết tại cái là như vậy thành ra đó hai cái luồng dư luận khác nhau mà cái mà người ta lo ngại nói về cái mặt coi như là về nhân đạo đó <laughs> tức là vầy vò cái xác chết yeah. hồi xưa cái kỹ thuật cũ thì chúng ta thấy nó vẫn còn có cái ý nghĩa cũ của nó thời chiến tranh Việt Nam quân đội Mỹ chiến tranh cao ly Triều Tiên cũng vậy cái tấm thẻ bài cái thẻ bài của các quân nhân đó nó vô cùng có ý nghĩa mà nó không có bị dày vò cái xác chết của những người đã bị chết rồi có này chết xong rồi lật lại rồi lại Lý scan dạ, yeah, dạ, dạ, người, người ta, ta sẽ bực đồng. mình là vì cái yeah. điều đó à, rồi trong khi đó thì nói về uh, những cuộc biểu tình uh, để mà có thể ủng hộ cho bên phía nước nga đang nhanh nhúm và nổ ra tại một số những cái thành phố lớn của châu âu trong đó có chẳng hạn như là berlin của nước đức rồi của uh, hy lạp vâng vâng đã có những cuộc biểu tình để mà ủng hộ cho nước Nga như vậy thì bản tin này đang đặt cái nghi ngờ là liệu bên phía của Nga có đứng đằng sau để mà giật dây kêu gọi biểu tình để ủng hộ Nga tại những thành phố của Âu Châu hay là không anh Vũ Kế. chắc chắn là có chắc chắn là có những cái tên mà coi như là cái này không phải là cái cuộc biểu tình tự phát dĩ nhiên là trong bất kỳ một quốc gia nào cũng có những cái nhóm nhỏ hoặc là vừa đủ chứ cũng không có quá lớn luôn luôn là chống chính quyền của họ và nghiêng hẳn về một cái phía cực đoan thì những cái thành phần ở những thành phố thủ đô lớn ở âu châu bá linh dublin hoặc là hanover đặc biệt là bên đức có rất nhiều người họ vẫn còn cái thành phần gọi là tân phát xít nó vẫn còn tồn tại vẫn thích chuộng cái <laughs> sự khát máu của người nga cho nên họ đã tự động hoặc là họ tuyên truyền dỉ tay nhau để mà xuống đường ủng hộ cái cuộc chiến tranh của nga đã tạo ra thì cái chuyện này nó là cái chuyện bình thường trong bất kỳ một cái cuộc chiến tranh nào hết cả phản chiến rồi thân cộng chống cộng nó đều có đủ trong các cuộc chiến tranh Mời anh cơ vâng ở đây thì người ta nghĩ rằng là người nga đã chịu mưu bởi vì uh, tất cả những thành phố này uh, đều cách xa nhau cả hàng trăm cây số trở lên uh, và họ đều đồng loạt tổ chức trong cùng một ngày và trong cùng một giờ uh, khiến người ta nghĩ rằng là đó là có sự chỉ đạo của người nga vậy dạ vâng À, thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới ở tại Thụy Điển Thì được biết là ở tại Thụy Điển thì trong ít nhất là 4 ngày vừa qua Đã nổi lên những cái cuộc biểu tình Và phản đối biểu tình đã diễn ra ở tại Thụy Điển Khiến cho một số cảnh sát và người biểu tình cũng đã bị thương Khi mà cảnh sát phải tìm cách để mà ngăn chặn cái cuộc biểu tình Và xung quanh cái vụ biểu tình này thì có lẽ là bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 vừa qua Khi mà bạo lực đã bắt đầu, khi mà lãnh đạo của đảng cực hữu đã có những cái kế hoạch tổ chức biểu tình với ý định là đốt cái cuốn kinh Koran của người Hồi giáo. Và như vậy thì không hiểu đó là cái lý do chính đã xảy ra những vụ biểu tình ở tại Thụy Điển. Anh Vũ Kiếm. Biểu tình để phản đối và biểu tình để chống phản đối <laughs> hai mặt của một cái xã hội. Thì thực tình mà nói đó, Thụy Điển là một cái quốc gia tương đối là cũng có những cái gọi là cái chủ nghĩa dân túy, cái tinh thuần mà <laughs> cực đoan của cái tự ái dân tộc cho nên họ chống một số những cái chính sách mà tương đối là cởi mở ở những cái quốc gia dân chủ ở tại Âu Châu đặc biệt với lại người Hồi giáo. Mà những cái chuyện này không phải dễ để mà thực hiện. Nước Pháp đã từng xính vĩnh ngay ông Emmanuel Macron cũng đã bị liên hệ trong những cái vụ này. Thứ nhất là cấm phụ nữ Hồi giáo mặc những cái bộ đồ áo dài đen mà đi ra ngoài bãi biển tắm. Nó phản cảm, nó làm cho cái bộ mặt của thành phố nó xấu đi và cấm phụ nữ ra đường che mặt ví dụ là như vậy đều bị coi như là phản đối kịch liệt bởi vì nó đụng tới cái gọi là quyền tự do tôn giáo của họ Vâng cơ dạ vâng thì chỉ có người hồi giáo phản đối thôi à, và sợ gì những cái việc như vậy được thi hành là chỉ vì người ta đã tìm cách và người ta biết rằng là những người da trắng họ rất là chống đối cái vụ đó coi à, như là một cái chuyện mà khó cho họ chấp thuận vì vậy cho nên uh, ông Macron, ông vẫn tiếp tục làm và nước Pháp là có lẽ là nước đầu tiên uh, trên thế giới cấm người hồi giáo ra đường uh, mặc y phục người hồi giáo và nhất là mang bạc nà là họ cấm hẳn uh, đó là những cái chuyện xảy ra ở nước Pháp còn ở Thụy Điển thì nó là thêm một cái khuôn mặt thứ hai nữa là kể từ năm 2015 khi mà một triệu người uh, hồi giáo được đưa vào nước Đức cũng như là các nước ở tại châu Âu uh, thì Welfare full stamp dành cho người hồi giáo nó rất là nhiều ở trong các cái quốc gia mà thiên tạ ví dụ như thủy điện chẳng hạn hoặc là phần lan uh, hoặc là các cái quốc gia khác uh, vì vậy cho nên cái làn sóng chống những cái người này hưởng những cái welfare phúc lợi xã hội uh, có thể làm cho uh, cái tiền đó nó bớt đi và không và những người giá trạng họ phân bị uh, đó là như tại sao không làm việc mà được hưởng À, đối với người da trắng thì không sao nhưng mà đối với những người hồi giáo vừa mang mà mang mạng vừa che mặt vân vân và vừa được hưởng vé well, vé well, full xem họ chống cho nên là có những lực lượng cực hữu họ đưa ra những cuộc biểu tình và chính phủ thụy điển đã biết được điều này cho nên họ khi cái toán cực hữu này yêu cầu được biểu tình thì họ đã dời cái cuộc biểu tình đó tới một cái nơi khác xa hơn ở 45 km để tránh những cái vùng mà đông dân ngồi giáo cư ngụ và sợ rằng dân dân ngồi giáo sẽ chống lại và gây ra ẩu đả hoặc là thương tích giữa hai bên à, và cái chuyện đó cũng không có thành công cũng có chống đối nhưng mà giữa đôi bên nhưng mà cũng không cũng là phải nói rằng là nhờ cái ảnh hưởng lớn của người người thụy điển đưa ra đi xa trước Và vẫn còn nếu như mà diệt ra ngay trong lòng người hồi giáo thì chuyện này còn ghê Cảm hơn nữa. Thưa quý vị trở lại với vấn đề di dân ở tại Hoa Kỳ nói chung thì bản tin kế tiếp có đề cập tới những cái chuyến bay và gọi là chuyến bay bí mật được chính phủ của Hoa Kỳ dưới thời của tổng thống Biden đã âm thầm và đưa những người di dân và nhất là những người vị thành niên đó từ các cái tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Texas, bay sang và hạ cánh tại những phi trường như là Worcester của New York và theo tin cho biết thì họ đưa những người này sang để cho những cái thành phần mà tài trợ cho những người này. À, cái chương trình này đã xảy ra trước đây và đã bị ngưng vào tháng 10 à, do một cái tờ báo của Hoa Kỳ đã phát giác và lên tiếng thì giờ đây nó lại được tái tục trở lại tức là tiếp tục đưa những người này sang cái New York để mà có thể À, làm tránh bớt cái sự tắc nghẽn Người dân đang dồn dập Ở tại những cái tiểu bang phía Nam Chẳng hạn như là Texas ừ, Cái tin này được đưa ra là Để mà đánh động Cái cảnh báo mà tuần trước chúng ta đã loan tin Vào ngày 23 tháng 5 Thì cái gọi là cái title 42 Của cái lệch Luật <laughs> về di trú Liên quan tới vấn đề an toàn Sức khỏe của cộng đồng Tức là cấm những người di dân được vô tại vì họ không có test, không có thử nghiệm mà sợ bị lây Covid. Thì 23 tháng 5 này, chính quyền của Tổng thống Biden sẽ bỏ hoàn toàn cái điều khoản 42 trong luật đó. Ước tính sẽ có hàng ngàn, hàng ngàn, mấy chục ngàn, thậm chí cả hàng trăm ngàn. Bây giờ một vài những cái đoàn caravan, tức là đoàn lữ hành đã xếp hàng lục tục để mà chuyển tới nước Mỹ. Thì họ dở lại cái hồ sơ này cái vụ này là từ năm ngoái khi mà cái làn sóng mà di dân tới đặc biệt là có lúc lên tới trên 10.000 người cắm ở giữa cái chân cầu Grand Green Day của địa bang Texas, cây cầu biên giới đi từ Mỹ qua. Thì khi mà bị than trách quá, chính quyền của Tổng thống Biden cho chuyển đi một mớ, không biết đi đâu. Thì bây giờ nó lòi ra là như vậy. Tức là có cái chuyện âm thầm. Nhưng ngay cả cái chuyện mà di dân bây giờ đó nó trở thành ra là một cái đề tài lớn mà ngay chính ông ông Beto Rioc cũng đã là một người dân chủ cực coi như là theo dân chủ và ông ủng hộ nhiều chính sách của dân chủ. Bây giờ cũng lên tiếng phản đối chính quyền của Tổng thống Biden trong vấn đề này. Thống đốc từ bang Texas trong hai ngày qua đã bị, tức là ông Rick Abbott đã bị gọi như là bị vùi dập cái làn sóng chỉ trích. Ông ra lệnh cho hải quan biên phòng xét những cái xe chở hàng 18 bánh, từng xe một, kỹ từng ly từng tí, cái điều đó nó làm bị tắc nghẽn cái luồng giao thông. 240 triệu hàng hóa bị hư. Cho nên ông phải chịu cái cái, cái trách nhiệm đó. Để tránh dạ. trường hợp mà dạ người vâng. di dân họ lẩn trốn. Đúng rồi. Cái những cái xe buôn người họ chở Tại vì trước đó đã dạ. từng bắt được một cái chiếc xe du ho bên trong chở khoảng mấy chục người di dân lậu dạ, yeah. yeah. Bên cạnh đó thật ra nó rất là phản cảm Tại vì đối với Hoa Kỳ Cái vấn đề mà chặn xe để mà xét Thì hiếm có lắm Thành ra là người ta cảm thấy khó chịu là như vậy với Ngoài cái, cái, cái đó nhưng của... mà thực phẩm bị hư hại yeah. Và nó làm bị khẩn ừ. cái luồng cung cấp thực phẩm Trong khi chợ bố thì thiếu hàng yeah. dạ. Vâng, cái chuyện đó thì uh, Thống đốc tiểu bang Texas đã uh, xác nhận ra Là ông đã hủy bỏ cái lệnh Mà uh, chặn xét tất cả các cái xe chợ hàng Trên cái đường biên giới Của tiểu bang Texas với là Mexico À, thế thì cái chuyện vụ này là cái vụ đặc biệt hơn nữa tức là cái vụ này là những người này đã vào bên Mỹ rồi và đang ở tại vùng Texas cũng như là cái vùng biên giới uh, của phía Nam đó à, họ ở vùng biên giới này nhưng mà phía trên đất Mỹ và họ đang ở đó nhưng uh, người Đảng dân chủ đã tìm cách để mà liên lạc với những cái người bà tài trợ ở trên New York vì đó là cái nơi có nhiều người giàu và đó là cái nơi mà người di dân dễ kiếm sống nhất cho nên họ đã dùng những người tài trợ và họ làm hồ sơ trước và có những người này rồi. Nhưng mà họ sợ rằng là nếu mà chờ những người di dân đó đồng loạt đi và gây ra lộn xồn, gây lỡ gây nên tiếng nói cho nên họ đã âm thầm à, chợ những người này đến bắt đêm. Dĩ nhiên là tất cả những người này đều được chuẩn bị giấy tờ từ các cái trại tạm trú rút ra rồi đưa lên xe buýt, lên máy bay và chợ đến New York và đến New York thì họ được chợ ngay đến nhà các cái người tài trợ đến những cơ sở tài trợ bởi vì họ đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi hồ sơ cho nên vấn đề này là hợp pháp không có gì hết nhưng mà tại sao lại phải làm ban đêm và để tránh cái tiếng và tại sao phải có những cái chuyện này và đảng cộng hòa họ biết được những chuyện như vậy cho nên vụ này được làm lớn ra chỉ vì cái lý do kệ trên tức là một cái chính sách Bạo trời di dân của đảng dân chủ đang được thi hành và thi hành lớn nhưng mà uh, phải lén lút vì sợ dân chúng chống đối. Thế đây là một trong những cái chuyện mà uh, sự tranh chấp giữa hai đảng đối với vấn đề di dân uh, nộ lực. Dạ vâng. dù sao cũng đã bị bể, <laughs> đã bị bể ra rồi. Thành ra là bây giờ không biết còn thực hiện được cái dạ, không. Bị đã một lần rồi và lần này dạ. là lần, lần tại diện. Dạ. dạ. Thành ra là trước khi gửi đi thì chắc chắn là họ phải hợp thức hóa một số đông dạ, những người nhé, mà đang ăn, bị, nhé. Bị, bị, nhé. Bị, bị 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 giam dạ. giữ đó thành ra là họ đã cố tình đưa những người ta đi nơi khác à, nhưng mà trở lại với ông thống đốc của Texas thì ngày hôm qua được biết là cái chuyến xe bus thứ sáu đã lăn bánh và chở người tị nạn đến DC rồi thành ra là không biết là sẽ còn tiếp tục như thế nào nữa để mà phản đối cái vấn đề mà cái 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 Oracle 42 của ông Biden chuẩn bị hết hạn đó thì ông 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 ông, ông Abbott ông rất là cứng rắn cái hành xử tương đối là đúng với lại cái khẩu khí là dân cao bồi Texas nhưng mà nó cũng nằm trong cái quyết định vô cùng chiến lược tại vì ông ra tay tranh cử năm nay. <laughs> dạ Vâng, dạ, vâng. À, và thưa quý vị, bản tin kế nói về khoa học kỹ thuật đi ha, nói về cái vấn đề mà đối thoại với người đã khuất đó à, bằng một cái ứng dụng rất là đặc biệt. Ứng dụng này đó thì đã được à, à, viết nên và trong cái ứng dụng này đó thì thu thập hết tất cả những cái thông tin về một người nào đó. Thí dụ quý vị có một người bạn nào đó thì quý vị sẽ cung cấp thông tin về người đó rồi nếu người đó qua đời đó thì quý vị có thể sử dụng cái app đó cái 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 cái, phiên bản đó để mà có thể trò chuyện và cái cái hệ thống đó sẽ cung cấp cho quý vị những cái thông tin giống như là mình ngồi mình nói chuyện với người bạn của mình đã khuất một cách đối diện thực sự về người đó chưa chết đại khái là như vậy anh phạm cơ và vũ kiểm sẽ có thêm thông tin oh. đi kỳ này <laughs> tôi có yêu lắm tôi không nói chuyện với vợ tôi đã chết rất là hay cái vụ này nó xảy ra do một cặp tình nhân à, hai người này yêu nhau và đã từng message, tức là gửi qua lại những cái thông điệp uh, với nhau trong một thời gian hết sức là lâu. Thế thì một trong hai người đã qua đời. Và người thứ hai cũng là một tay làm trong IT, tức là làm trong cái ngành điện toán. Họ mới nghĩ rằng là uh, anh ta mới là tải tạo lại được cái account của người này uh, và dùng cái account đó bỏ vào tất cả những cái message mà từ xưa tới giờ hai người trao đổi với nhau vào đó tạo ra một cái AI là trí thông minh nhân tạo. AI tức là một cái chuỗi mà điều hành trong đó mình hỏi một câu gì thì nó mess với là những cái câu hỏi trong quá khứ và câu trả lời sẽ tự động nó xuất hiện lên cho nên nó rất là thích hợp với câu hỏi và câu nó đàng hoàng là mình hỏi cái gì thì người ta trả lời cái đó mà ngày xưa hỏi ra sao thì bây giờ họ trả lời ừ, cũng như ngày xưa vậy cho nên anh này anh rất là thích bởi vì đối với người yêu của mình đã chết rồi mà bây giờ mình thấy như còn sợ mỗi lần mình message đi một cái thì phía bên kia họ trả lời đây là một cái cao nhân tạo mà cái người bên kia không có thật chỉ là một uh -huh. cái replicate tức là thành ra họ lấy cái message họ tên là replicate tức là tái tạo để mà tạo ra ảnh hưởng một cái người mới và nhờ nhờ vậy mình sống với cái quá khứ nó đỡ đau khổ hơn là mình sống một mình đó là cái lý do và hiện giờ thì cái app này đang có và nó tính tiền chứ không phải là không tính tiền <laughs> bởi vì vậy người ta làm mới lấy làm tiền ra, mà anh dạ, tính tiền thành ra, thành ra nhưng mà cái khó là làm, làm sao này. mà họ có được tất cả những cái thông tin của người đã khuất để rồi đặt câu hỏi làm sao mà nó linh vô để rồi nó trả lời để mà hợp lý chứ nếu mà không biết gì về người đó làm sao trả lời được anh đó là cái cái đó người ta mới tính tiền Yeah. tức là người ta phải làm sao cho anh ưa thích, tức là họ sẽ có những câu hỏi anh hoặc là họ sẽ nghiên cứu hồ sơ của anh để biết cái người yêu của anh như thế nào, anh có thể tạo những dạng, tạo những chuyện. Kệ về đời sống người ta thì họ sẽ nghĩ ra những câu trả lời thích ứng và yeah. họ bỏ vào trong cái account của cái replicator đó. Thành ra yeah. khi anh nói chuyện với cái replicator, anh tích mới xịt tới cái người kia thì người kia họ trả lời ngay lập tức, căn cứ vào quá khứ của người đó người như thế nào học hành ra sao học vẫn à. như thế nào tình yêu sao Lạng mạn cỡ nào là họ có những cái câu họ trút bị sạc cho nên họ mới tính thiền được. anh nó có đây đi chứ đâu đâu phải với anh vũ kiểm mà nói thôi không dám nói anh không lẽ người đi qua rồi anh xong là, là anh bỏ qua một bên sao? Nói chuyện với người thật việc thật nó thú vị hơn là nói chuyện với hồn ma bóng quế. <laughs> trời anh sao mà vậy sao gọi là trung thủy được anh? có Trung thủy người... lúc còn sống thôi chết là hết rồi. <laughs> <laughs> ok. Đừng về đây hù kéo chân anh. <laughs> à, vâng thưa quý vị đó là cái công nghệ rất là mới, à, không biết là được đón nhận hay là không. Nhưng mà trước tiên anh vô kiện bên chống rồi. <laughs> không thôi, biết là họ mà. làm một cái nhưng mà không được nó tại vì anh? nó tính tiền nó tôi à tiền quá. <cười> <cười> nói chuyện với người đã khuất và tốn tiền. Không à. cái người mà không phải đã khuất cái người này là mình đã yêu rồi nhưng mà về sau nó cách trở. À. à. Thì mình mới làm để mình nhớ lại ngày xưa. à, yeah. trời đã cười thôi anh phá gia ca người ta người ta đã không, yên bề gia người ta thất đâu rồi. có ăn thôi gì đâu người ta không không biết là mình làm cái chuyện đó mình chỉ đối thoại với mình mà thôi nhưng à. mà mình ác cao đó là mình tạo ra và họ à. mình trả tiền để cho họ bỏ những cái vậy thôi anh, có. anh anh chế đi rồi anh bán lấy tiền tôi làm không nổi giờ nếu mà tôi làm được thì tôi không ngồi đây <laughs> ok và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin mời quý vị tiếp tục trên làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng. Xin chào tạm biệt quý vị. Này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855-990-9000 hoặc V247Power.com. Vinashop 1855 855 5888 1855 855 5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashop TV.com 1855 855 5888 Xbox, ngôi chợ Á châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982